Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản gốc hai mặt tiền, đường Tinh Lửa thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán, vị trí rất là đẹp. Bất động sản này với diện tích ngang 30, chiều dài là 22, diện tích đất công nhận là 510m², hiện trạng cấp 4 đang trống, tiện xây dựng mới làm tòa nhà văn phòng, khách sạn hoặc chi lô. Nếu chia lô thì chia được 5 lô, mỗi lô với diện tích ngang 4,5m và nhân với 20m. Về pháp lý thì giấy tờ chuẩn để giao dịch, công chứng mua bán nhanh. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để biết thêm chi tiết về miếng đất này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.